Hòa Sướng Hiện Tại xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn. Lời nói đầu tiên thì xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn bình an hạnh phúc và làm ăn phát tài ạ. Hôm nay vườn em có lên được 24 cây sứ hạt lai tạo và một combo. Hình thức mua bán bên em thì em đóng thùng gửi hàng toàn quốc, phí ship bên mua cô chú anh chị vui lòng thanh toán giúp em. Cô chú anh chị thích cây số mấy thì vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0907578707 hoặc Zalo cũng như số điện thoại trên. Cô chú anh chị nào đang xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng ấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được thông báo về video mới sớm nhất cô chú anh chị nhé. Rồi em bắt đầu vô cây số 1 cho em đang chuẩn bị mưa cô chú anh chị. Số 1 là một cây hoa 5 cánh màu ở trong màu vàng kem, cái ghìa màu hồng. Màu này ở ngoài nhìn rất là sáng nha cô chú anh chị. Chiều cao cây số 1 khoảng 30 cm, cây số 1 giá 40k, cây phân tàn 3-4 nhánh ở dưới ở trên đọt nha, ở dưới gốc phân tàn 2 nhánh. Rồi em qua cây số 2, nói chuyện nhanh nhanh cô chú anh chị, thì sắp mưa rồi. Ôi, gió là. Cây số 2 là một cây hoa cánh kép 3 lớp. Màu trắng hồng, có cái sọc chính giữa. Cây số 1 phân tàn, cây số 2 phân tàn ở dưới gốc 3 nhánh. Chiều cao cây số 2 khoảng 40 cm, cây số 2 giá 40k. Em qua cây số 3. Cây số 3 là một cây hoa cánh kép 2 lớp màu đỏ. Chùm nụ nhiều, chùm nụ cây này ok mười mấy nụ. Cây phân tàn tốt ở dưới gốc 3 nhánh. Chiều cao cây số 3 khoảng 30 cm, cây số 3 giá 70k. Hoa cây số 3 ngay của chú anh chị, màu đỏ sáng nha. Rồi em qua cây số 4. Cây số 4 là một cây hoa màu đỏ cánh kép 3 lớp. Mấy cái chỗ bị bầm bầm này là nước mưa to nó dập nha cô chú anh chị. Cây phân tàn ở dưới gốc 3 nhánh. Chiều cao cây số 4 khoảng 40 cm, cây số 4 giá 60k. Em qua cây số 5. Cây số 5 là cây hoa nền trắng, cái rìa màu hồng, cái rìa cánh hoa màu hồng, cái họng màu vàng. Cây này chùm nụ khoảng 20, gỗ chùm. Chiều cao cây số 5 khoảng hơn 40 cm, cây số 5 giá 60k. Em qua cây số 6. Cây số 6 là cây hoa đẹp, cái nền hoa màu trắng, cái sọc màu hồng, cái họng màu đỏ. Hoa này có mùi hương nhẹ, cây phân tàn ở trên đang đi đọt, nói nụ. Chiều cao cây số 6 khoảng 40 cm, cây số 6 giá 70k. Em qua cây số 7. Cây số 7 là một cây hoa, cái họng màu đỏ, cái nền hoa màu hồng, có cái sọc đỏ chính giữa. Nói chung mấy cây này trồng chùm nụ từ 10 trở lên nha cô chú anh chị. Cây số 7 chiều cao khoảng 40 cm, cây số 7 giá 50k. Em qua cây số 8. Cây số 8 là một cây hoa cánh kép 2 lớp, chùm nụ khoảng 12. Chiều cao cây số 8 khoảng 40 cm, cây số 8 giá 60k. Em qua cây số 9. Cây số 9 là một cây hoa cánh kép, cái nền màu trắng hồng, cái ghìa hồng. Cây hoa cánh kép 3 lớp, nở bung căng, cánh hoa xếp tròn đều, cây phân tàn tốt dưới gốc, cây này cũ to. Cây số 9 giá 90k, chiều cao cây số 9 khoảng 30 cm. Em qua cây số 10. Cây số 10 là một cây hoa màu vàng cánh kép 2 lớp, vàng cũng đậm. Chùm nụ khoảng 15. Chiều cao cây số 10 khoảng 30 cm, cây số 10 cây này cốt to, phân tán dưới gốc một nhánh. Cây số 10 giá 70k. Em qua cây số 11. Cây số 11 là cây hoa màu đỏ nhung cánh kép 2 lớp, cánh hoa dày, phơm hoa tròn. Chiều cao cây số 11 gần 30 cm, cây số 11 giá 70k. Em qua cây số 12. Gió nó lật cô chú anh chị. Qua cây số 12, cây số 12 là cây hoa 5 cánh, cái họng màu đỏ, cái nền màu trắng hồng. Chiều cao cây số 12 khoảng 30 cm, cây số 12 giá 60k. Cây số 12 hoa rộ chùm. Em qua cây số 13. Cây số 13 là cây hoa cánh kép màu hồng 3 lớp, cây phân tàn 3 nhánh ở dưới gốc. Chiều cao cây số 13 khoảng 30 cm, cây số 13 giá 80k. Em qua cây số 14. Cây số 14 là cây hoa cánh kép 2 lớp, cái rìa cánh hoa dúng dúng, cánh hoa dày, cái họng màu hồng. Chiều cao cây số 14 khoảng 30 cm, cây số 14 giá 90k. Em qua cây số 15. Cây số 15 là cây hoa cái gần lem nhem, cái nền màu vàng kem, có cái sọc, cái họng màu nâu. Chiều cao cây số 15 gần 50 cm, cây số 15 giá 50k. Cây này cũng gỗ chùm nè cô chú anh chị.
Em qua cây số 16, cây số 16 một cây hoa 5 cánh, cái họng màu đỏ, cái nền hoa màu hồng, màu trắng hồng. Chiều cao cây số 16 khoảng 30 cm. Cặp bên cây số 16 còn cây nhỏ chưa có hoa cô chú anh chị. Cây số 16 giá 50k. Em tiếp theo cây số 17. Cây số 17 là một cây hoa cánh kép hai lớp, cái màu hoa rất là sáng, trắng hồng, cái ghìa màu hồng, cái họng màu vàng. Chiều cao cây số 17 khoảng 30 cm, cây số 17 phân tàn ở dưới gốc 4-5 nhánh. Cây số 17 giá 70k, mưa luôn rồi cô chú anh chị ơi. Em qua cây số 18, gán cho rồi. Cây số 18 có hoa 5 cánh màu vàng. Cây thoát thân một cốt lên trên phân tàn hai nhánh. Chiều cao cây số 18 khoảng 24 cm, cây số 18 giá 70k. Em qua cây số 19. Cây số 19 một cây hoa màu vàng lem nhem đỏ, cái hồng màu đỏ, cánh kép hai lớp. Cây phân tàn dưới gốc 3 nhánh. Chiều cao cây số 19 khoảng 30 cm, cây số 19 giá 70k. Em qua cây số 20. Cây số 20 là cây hoa cánh kép màu đỏ hai lớp, cánh hoa dày. Cây phân tàn 3-4 nhánh ở giữa thân. Chiều cao cây số 20 khoảng 30 cm, cây số 20 giá 70k. Em qua cây số 21. Cây số 21 là cây hoa cánh kép 3 lớp màu trắng hồng, phơm hoa rất tròn và đều. Cây này chùm nụ rất ok, chùm nụ nhiều cô chú anh chị. Chiều cao cây số 21 khoảng 40 cm, cây số 21 giá 100k. Em qua cây số 22 là một cây hoa màu trắng cánh kép 3 lớp. Mưa gió nó lật cây. Cánh kép 3 lớp phơm hoa tròn. Cây phân tàn từ gốc lên thân đều luôn. Chiều cao cây số 22 khoảng 40 cm, cây số 22 giá 100k. Cây số 22 cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cây số 23. Cây số 23 là cây hoa cánh kép 3 lớp màu trắng ghìa hồng, cây chùm nụ khoảng 17-18 nụ. Cây phân tàn tốt ở dưới gốc. Cây số 23 chiều cao khoảng 30 cm, cây này cũ to. Cây số 23 120k. Rồi cuối cùng là cây tiếp theo cây số 24 là cây hoa màu vàng 5 cánh, cái họng màu đỏ, màu vàng đậm, cái sọc màu đỏ, màu vàng đậm người cô chú anh chị. Cây đang đi đọt nói nụ, mưa luôn rồi. Chiều cao cây số 24 khoảng 30 cm, cây số 24 giá 150k. Rồi em lôi cái combo vô cô chú anh chị, mưa quá rồi. Lôi cái combo vô đem quay nha. Combo này cũng đẹp, combo này em tặng thêm một cây sứ ghim á. Rồi combo cô chú anh chị. Combo gồm có 11 cây. 11 cây có hoa kép, có hoa đơn. Và em tặng thêm một cây sứ zin. Cây sứ này cây sứ zin nha. Cây sứ chiếc zin giống kim lân. Em nhổ lên không có thời gian em trồng cô chú anh chị, em tặng vô combo luôn nha. Chứ thời hồi trước mà sứ zin mà cũ bay lớn là cây này cũng có giá cũng khoảng 150 rồi. Nhưng mà này em tặng nha. Cây này qua tên kim lân nha. Rồi combo cây số 1. Cây số 1 combo cô chú anh chị, combo 11 cây 200k, nhổ cây đóng thùng. Em bán cây không bao phí ship nha. Cây số 2 quay lẹ lẹ cô chú anh chị mưa. Cây số 3. Cây số 4 cánh kép màu trắng. Cây số 5 hoa màu vàng, thửa hoa rụng luôn rồi cô chú anh chị ơi. Nè nụ vàng này nha. Số 5. Số 6 hoa cánh kép. Số 7. Số 8. Số 9. Số 10 màu đỏ 5 cánh, hoa rụng rồi. 9 10 10 bên đây cô chú anh chị, 10 nha. 11, 11 là cây hoa cánh kép nè, hai lớp màu trắng ghìa hồng. Nói chung combo này cây phân tàn cũng đẹp á. Rồi em tặng cây sứ zin này nha. Rồi cuối clip, cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.